cũng được 6 tháng à. Lúc đầu bắt có 5.000 con à, bạn hàng rau xanh. Thì sau một tháng nuôi cái nó lớn tầm con út à, xong rồi cái tôi mới chơi xuống ao luôn. Thì xuống ao được 3 tháng cái nó đẻ, thì tôi thấy với 5.000 con là có lợi rồi. Lợi trước mắt là trứng lộn hàng ngày nè, rồi ốc lớn còn dưới ao đó. Rồi tôi tạo thêm một mấy cái vùng giống, thì thêm một ao mới nè. Thì nếu mà làm kinh tế từ con ốc này thì tôi thấy là được khả quan. Tháng à, ngày xưa thì mùa nước ở ngoài đồng nó nhiều lắm, toàn quất trụ bịch nó ăn, giờ làm gì con. Tôi thì nuôi rất là nhiều con, từ cá chê, cá lóc, cá rô hết, mà không có lợi, toàn là chi phí bỏ thức ăn xong rồi thuốc men rồi hết à. Thì có xem trên YouTube đó, mấy ông trong hàng xóm này mới rủ nhau đi rồi xuống cái trại ốc ở Tháp 10 nè, Mỹ Đông Tháp 10 rồi tham quan. Thì xuống rồi tham quan xong rồi thấy nó ham quá, rồi mấy ông mới về mới rủ làm bể nuôi. Lúc đầu bắt có 5.000 con à, bạn hàng rau xanh, nuôi trong cái bể 8 mét vuông, nuôi thử còn sao mà. Tại vì mấy con này cũng mới quá nên đâu có dám mà đầu tư mạnh, có gì thì chắc cũng bán đất hết chết luôn à. Thì sau một tháng nuôi cái nó lớn tầm con út à, cái nó dậy hết trơn. Xong cái tôi mới gọi lên mấy cái anh chạy hỏi tôi giờ làm sao. Cái mày ảnh mới tư vấn là tách ra một cái bể nữa hoặc là thả xuống ao. Cái sẵn có tôi có 5 công đất mà đất ruộng cái tôi lên vườn trồng ít rồi, bây giờ cái ao thì nó có con súng. Cái mấy anh mới kêu là trồng thêm ấu, xong rồi cái tôi mới chơi xuống ao luôn. Nghe mấy anh cũng nói là thả xuống ao nó màu lớn dữ lắm, dưới ao là có con súng ấu về bèo, trên bò thì trồng đu đủ mì mớp là thức ăn cho nó thôi. Thì mấy cái bèo cơ chết về là phải kỹ chút, mấy cái ốc bươu vàng thôi chứ không gì. Cái chiều cái tôi hái cho nó ăn, hái lá khoai mì rồi lá đu đủ, cái đu đủ sắt xuống để xuống mớp rồi đấy. Tầm 5 giờ chiều nó nổi lên ăn ham dữ lắm. Thì xuống ao được 3 tháng cái nó đẻ. Hàng ngày thì con tôi nó đi lụm trứng, tôi già lụm gì nói. Ngày lụm được tầm 1 ký à, có mấy cái ngày lạnh thì nó ít đẻ hơn, lụm nó không tới. Hôm nay thì tôi làm được mấy lứa giống rồi, tạo lại để thả luôn, thả hết mấy cái ao. Thì đây là mấy cái mùng tôi dưỡng ra nè, dưỡng này tầm ngón út thì tôi cũng bung ra. Con giống đợt đầu thì tôi thả trong cái ao này được 2 tháng rồi nè. Nuôi ốc thì chi phí đầu tư nó thấp, nó khỏe hơn mấy con khác nhiều. Mình đâu có tốn thức ăn đâu chú, thức ăn mình tự trồng mà, sáng chiều hái cho nó ăn thôi. Từ lúc nuôi tới giờ thì tôi có tốn thuốc men gì đâu, có mấy cái chú chỉ là ở trại chỉ là dùng vôi. Thì vôi thì dùng sau khi mưa hoặc là cứ 1 đêm 2 đêm á, tôi lấy ra tôi xịt lên mấy ngóc cho nó tạo vỏ thôi. Thì nuôi thì nói chung là cũng không có gì khó không dễ, chủ yếu là thức ăn sạch
mỗi nguồn nước nó không có thuốc trị sâu thôi là được thôi. Với cái nghề nuôi thủy sản này thì tôi nuôi nhiều con tôi biết chút rồi, nó còn tùy vào cái mạng người nữa, như ông bà ta nói là cái tay nuôi. Hôm bữa thì tôi với bốn ông kia cũng mua giống nuôi một lượt đó, chỉ có tôi với ông Mười là nuôi được tới đẻ thôi, còn ba ông kia là thấy xong tim trắng tay rồi. Thì đó là cái tay nuôi đó chú ạ. Thì mấy ổng xong rồi thấy tôi nuôi đạt quá thì cũng xin chia giống lại, tôi cũng chia cho ông mớ rồi tôi cũng để lại nuôi chứ không có chia hết, tại vì cũng còn nhiều ao dữ lắm. Trước Tết thì tôi cũng mới chia cho ông mớ giống mà cũng có tiền ăn Tết rồi. Tôi xác định thả lại hết mấy cái ao nên để lại nuôi những là nhiều. Ốc thịt thì mấy đứa con tôi Tết nó về đó, nó kéo lên thì nó bắt, thì nó nướng, nó luộc, rồi nó làm đủ thứ. Nó nói nó đi Sài Gòn về, nó đi trên trục đường người ta bán nó 110 ký, nghe mà thấy ham chú ơi. Thì tôi thấy với 5.000 con này có lợi rồi, lợi trước mắt là trứng lộn hàng ngày nè. Rồi ốc lớn còn dưới ao đó, rồi tôi tạo thêm một mấy cái nguồn giống thì thêm một ao mới nè. Thì tôi thấy là nếu mà nuôi ốc này là ai mà có ao thì tốt nhất nên nuôi ao hợp hơn. Còn không nếu không có ao thì nuôi bể thì nuôi mật độ ít thôi và nó cực kê thay nước. Nuôi ao thì môi trường tự nhiên, không có hút trừ sâu là rất là tốt. Như chú thấy cái ao của tôi không? Cái ao của tôi thì nó có rong nè, tôi trồng rong với mà đề, nghe nước, không súng, là thức ăn thôi. Nói chung là tôi làm giống như là cái mùa nước ngày xưa vậy đó. Mùa nước ngày xưa mà ra mà mã đề mà dịch lên cái là ốc cái dư nhiều lắm, giờ nó không còn nữa. Thì nếu mà làm kinh tế từ con ốc này thì tôi thấy là được khả quan, chúng mà tôi sẽ phát triển lên hết. Làm vườn thì nó chỉ phụ thêm, thì hy vọng là nó phụ thêm được thì tôi đợi mấy cái công ít tôi lên thôi, chứ giờ làm lúa cũng có ăn, làm gì cũng khó khăn quá hồi buổi dịch nữa. Đó, thôi vậy thôi, cảm ơn chú nha.